Đúng rồi. Khỏi đang bao nhiêu nè? Tôi phải thử thổi nữa. Mấy xí xăm nè. Đây hả? Đúc cho đó. Ra đi sư phụ quá. Rồi, cảm ơn sư phụ. Xong rồi hả sư phụ? Mình bỏ đây không? Khi mà lấy một đồng xu rồi bỏ vô trong cái này ha, không một đợi. Ở đây có món đặc sản với bạn. Bạn ở đây có món đặc sản với bạn. Dạ ô hủ phong mai hả? Không mua. Nhiều hủ. Mua nha. Ăn đồ loạt là phải hộ gió chút phải không? Ủa vậy đó hả? Không ai cái kia thương đâu. Nói chung là em ăn bên này là 10.000, mà bên này là 12.000. Cái này là 12.000. Còn cây gớ nữa. Ủa, đây là phô mai đúng không? Cái này cũng có phô mai nhưng mà nó có thêm đĩa cây là thêm 2.000. Vậy hả? Chị Phú Yên luôn hả? Nói em nghe cái này vừa phô mai là vừa có trái cây đâu. Ai ở Phú Yên gớ cho. Chú ở Phú Yên hả? Bữa đây mà em ngon kỳ. Chụp hình chụp hình. Bao vừa trái cây đúng không? Thôi chị Vy. Hà cái gì đó đúng y chang. Vy ăn thử mà lem chị Vy. Tướng đi xuống là biết ăn vô. Không, chị thấy chạy đi xuống xong. Nhìn cái tướng đi quơ. Nhìn cái tướng ba đứa. Kỳ ơi, em giới thiệu chị cái cây sen này là sen gì kỳ? 1, 2, 3. Cái này đẹp ghê luôn á, cái này ra bông nè. À, đây là gọi là sen bông bi. Sen đá bông bi hả hay sen bông bi? Sen bông bi. Ôi đẹp ghê luôn, cái này ra bông nè. Chú ở đây mà có bà Phương không á. Chị ơi. Chú trời. Quá trời luôn. Cái cây kia nó trời lên là đỏ quá trời kìa. Sao mới rỉa mà nhỏ. Ô, rẻ quá. Ôi dồi ôi, cô này. Đẹp quá chị. Có khi nào khí hậu ở đây nó ra bông cái mình mua về tới mình nó không ra bông không? Tàn bông. Mua cái này là cái gì kỳ? Kỳ kìa. Cái xanh đó. Cái gì bộ trái chín chùm. Tiêu xanh. Phải. Nó cũng là dòng sen sen đá chị sông rồng á. Còn không biết tên nó tên gì á. Còn sen chậu loại nhỏ hết chưa chị? Chị ơi, cái bông vàng vàng này tên gì chị? Bảo Ngọc hả? Rồi. Cái chậu Bảo Ngọc này nhiêu chị? 20.000. Wow, đẹp.
Cái đó ớt bự vậy mới 60 ngàn hả? Nó tùy theo mẫu, có nhiều mẫu nhỏ nhưng mà giá tiền rất là cao. Thôi cái này 50 cho em luôn nha. Mình bán gì? Vậy bảo bán Phật hả mẹ? Bảo bán Phật. Lấy không? Ở đây mình chỉ bán là giá mình đi xỉ cho nó. Bây giờ là mình đóng đóng gói rồi đi hả chị? Hả? Đóng gói rồi đi hả? Đúng rồi. Gói cho em đi. Đây gói đi con. Đường bé đó. Cho sáu cụ nữa mẹ. Mẹ nó tìm. Có cách gì đánh xem này. Đẹp ghê luôn trời. 10 ngày. Má khỏi sợ hơn. Chị thấy anh mình đóng này. Chị như dâu như vậy là bao nhiêu một bầu chị? Ở đây mình đang giao giá sỉ 30 ngàn. À 30 ngàn một cây là có quả luôn rồi nè. Đây nha, 30 ngàn một cây là có quả luôn rồi. Ở đây mình đóng hàng này đi xuống. Ôi vô thẳng 60 ngàn luôn á. Mình có mà sốt thì mình là đã mất khi mà mẹ bạn được 6 tuổi. Thì cái người này tiền là chị. Cái mà chùm chùm trên chiếc xe máy cái là chuối ngọc. Bao nhiêu một chậu chị? Bây giờ mình còn mấy chậu cho mấy cát kìa. Đây là chuối ngọc. Như chuối ngọc đang lên xe. Đúng rồi, nó sao lắm. Đúng cho con bạn nằm đi. Con lấy cái bị